máy thì nó đạt chứ không bao giờ mà nó thất bại. Nhưng mà cái ước tính là cũng như tôi hôm hổm tôi có pha màu vô để tôi kiểm tra coi cái nước nó bay thuốc, chất thuốc nó bay ra lúa, đọt lúa kiểu sao mà nó không có thấy được. Ừ. Quá nhuyễn. Ừ. Cho nên là miễn mà cái lập trình như của cái máy mà để phun đó, mà miễn mà nó 5 mét thì tôi thấy nó miễn có gió thì nó máy, còn không gió với bay hơi thấp đó thì coi chừng nó không giáp. Ừ. Thì tôi sợ vậy thôi, nhưng mà tôi thấy đẳng là cũng như cái đợt mà sâu lá đó thì phun thấy nó cũng đạt, không có gì. Ừ. Cũng hiệu quả. Thu hoạch ba diện tích hôm rồi là phun bằng máy bay mà đạt hơn phun tay. Do mình phun tay á, cái mình đi đạp xuống nó ngã lúa. Nó ngã lúa xuống rồi mình không có máy, nó không có hốt được. Và mình phun máy bay nó được đồng đều. Rồi khi mà mình phun tay á, mình phun mấy cái thuốc ức chế sinh trưởng á, cái nó lụng, nó hư mấy đầu giạc chứ. Là mấy cái đầu gần bờ, cái người ta phun á, cái đầu vơ tới vơ lui á, rồi nó hư luôn. Rồi mình khi mình phun máy á, mình được mình kiểm soát được cái khi người ta pha thuốc á. Giống như mình phun tay á, người ta pha ở ngoài đồng á, cái người ta ăn gian thuốc, người ta không có lấy, không pha đủ á, nhiều khi người ta quên rồi nữa. Rồi cái lúa mình bị gầy bị sâu á, người ta quên pha, cái lúa mình nó hư, nó thiệt hại. Tới khi mình phát hiện ra muộn rồi mình phun máy cái mình pha lần một ra đầu bờ, cái người ta pha nhiều cái mình nhìn thấy hết nhiều, không có ai ăn gian mình được hết chứ. So với cái phun tay hồi lúc trước tôi phun tay, tôi phun 10 ngày 10 ha, rồi tôi hay đợi một buổi sáng, tôi đợi tới 12 giờ xong rồi cái phun chiều, phun tới đợi tới 5 giờ cái xem coi người ta phun rất là thời gian rất là lâu. Còn như phun máy bay này tôi chỉ trong vòng buổi sáng tôi đi ruộng xem người ta phun cái rồi về. Cái giá phun thì nó cũng không có cao lắm, tính ra thì nó cũng rất rẻ. Hiện nay tôi với bà con xung quanh đây thuê máy bay phun với giá 20.000 một công, tầm 1.000 mét vuông. So với phun tay thì 15.000 một bình, mà một hectare tôi phun 10 bình là 150.000. Còn phun máy bay mắc hơn 50.000 là với giá 200.000 một hectare. Nghe nói vậy, so sánh vậy á, thì cái giá phun máy bay thì nghe nói vậy thì mắc hơn, nhưng mà thực tế ra tính ra nó rẻ hơn rất nhiều với phun tay. Cái thứ nhất là được tiết kiệm được thuốc sâu, tiết kiệm được cái thời gian mình đi coi, và giảm thiệt hại hư hại do cái gử cuối mình phun giảm đạp lên lúa, và được đồng đều hơn nha. Tính theo tổng thể cái tiết kiệm được nhiều cái, mình tính ra cũng không có mắc. Hai cái này thì nó cân cái giá thì nó cũng tương đối thôi, bị gì cái này nó hao cái này, còn cái kia thì nó hơi mắc một chút, nhưng mà nó về của khoa mà cái khoa học tiến bộ thì giờ mình phải làm vậy cho nó có nó đạt hiệu quả chứ đâu có gì đâu.